Thưa quý vị, già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn các xã của huyện Hòa Vang có một vị trí đặc biệt quan trọng trong xây dựng thế trận lòng dân. Song hành với sự phát triển của thành phố trong suốt những năm qua, đội ngũ những già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn thành phố luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm, đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đêm nào cũng thế, trưởng thôn Tà Lan, xã Hòa Bắc vẫn đều đặn cùng công an xã Hòa Bắc đến tận nhà những hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Là địa phương có đông đảo người dân tộc Cơ Tu sinh sống, tập tính lên rừng vào rẫy phải cần đến các vũ khí, vật liệu nổ đã ăn sâu vào tiềm thức của bà con. Bằng sự thấu hiểu, trưởng thôn và công an xã đã kiên trì vận động khiến nhiều bà con tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Đây là súng mình tự chế để bắn chim bắn chuột thôi. Thôi gia đình cũng có cái để con cháu nó đi chơi đi bắn chim chuột cũng chơi nhà nước chủ trương là cũng đúng thôi, phải bàn giao lại cho nhà nước, cho công an xã. Hiểu và kết nối để bà con đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương là điều không dễ dàng. Nhưng với sự hỗ trợ của những người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền địa phương, cũng như lực lượng công an đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những buổi gặp gỡ như thế này giữa lãnh đạo công an thành phố với các già làng, trưởng bản, người uy tín ở địa bàn hai xã Hòa Bắc và Hòa Phú đã tạo nên sự gắn kết chặt chẽ với bà con đồng bào dân tộc Cơ Tu. Trong thời gian qua, thì công an các cấp, đặc biệt là công an thành phố, dành sự quan tâm rất là đặc biệt. Thứ nhất là đã có rất là nhiều chương trình để đảm bảo công tác an sinh xã hội tại địa bàn. Cái thứ hai nữa thì các cái phòng ban có liên quan thì có thường xuyên lên để làm việc, trao đổi với bà con để nắm tâm tư nguyện vọng của bà con. Thì thông qua đó thì giải quyết những cái vấn đề khúc mắc bà con liên quan đến nhiều cái vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn. Những già làng, trưởng bản, người có uy tín ở các xã miền núi xa xôi của huyện Hòa Vang luôn ý thức được rõ vai trò của mình trong mọi mặt công tác ở địa phương. Sự gương mẫu đi đầu trong việc vận động người dân tích cực xóa bỏ hủ tục lạc hậu, đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội, hòa giải tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng đã giúp phòng ngừa hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật. Nếu mà không có an ninh, không có an toàn thì đời sống chúng ta khác ngay. Chúng ta không làm gì được đâu. Cho nên cái điều kiện đầu tiên mà phải giữ đó là phải đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân. Chúng ta đừng có chủ quan. Từ vì cái trong cuộc sống bao giờ nó cũng nảy sinh liên tục hàng ngày những mâu thuẫn xung đột nhỏ. Và mong các vị là chúng ta lưu tâm hơn. Và hy vọng rằng là uy tín của các vị cũng các anh chị ngồi đây là càng ngày uy tín hơn. Càng phải nâng cao hơn nữa về trách nhiệm, về tinh thần làm gương của bản thân mình, từ đây là hạt nhân để làm lan tỏa ra tất cả những cái ưu điểm, những cái xóa bỏ những cái xấu. Những đóng góp của già làng, trưởng bản, người có uy tín đã góp phần cải thiện đời sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước. Thực sự là chỗ dựa đáng tin cậy, là cầu nối giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với nhân dân trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thành phố.